thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm. Xe Ngân Hà, biển kiểm soát 25B00188, tuyến Hà Nội, Lai Châu, Mường Tè. Xe xuất bến lúc 18 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2021. Trạm dừng nghỉ Tuấn Tú, tỉnh Phú Thọ, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12 năm 2021. Chốt kiểm soát số 01 của tỉnh lúc 1 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021. Khu 7, thị trấn Mường Tè, lúc 7 giờ sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021. Đề nghị liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, đồng thời thông báo cho người tiếp xúc với mình biết để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Người liên quan đến thời gian địa điểm nêu trên không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lai Châu, máy bản 02133 791 864 hoặc di động 0344 166 812. Nhắc lại, máy bàn 02133 791 864 hoặc di động 0344 166 812.